Vũ Thị Anh Thư. Anh Thư sẽ chạm trán với đối thủ người Malaysia, đó là Tang Jingji. Vũ Thị Anh Thư và Tang Jingji. Trong trận đấu này thì Vũ Thị Anh Thư mặc áo đỏ. Như vậy là Anh Thư sẽ giao cầu trước. Điểm số đầu tiên dành cho Anh Thư. Cầu ngoài, một đều. Đó là tình huống xử lý hay của Tang Jingji. Điểm số là 2 đều. Cầu ngoài. Tình huống xử lý rất nhạy cảm. Tiếp tục là pha xử lý đường cầu ra ngoài của các trợ lý trọng tài. 8-4 dành cho Anh Thư. Tình huống tấn công rất tốt của Anh Thư. Cách biệt lúc này đang là 5 điểm. Có thêm một điểm nữa thì cô sẽ có được lợi thế tạm thời ở trong game 1. Đó là những tình huống sở trường của Tang Jingji, tương đối khó dành cho Anh Thư. Những pha cứu cầu rất hay của Anh Thư. Nhưng sau đó thì điểm số đã thuộc về Tang Jingji. Bình tĩnh hơn ở trong những tình huống xử lý của mình. Thêm một pha điều cầu làm khó Anh Thư nữa của Tang Jingji. Hernandez Adria Princess and Ramos Sumista Angeli from the Philippines versus Chen Shuyu and Jian Yuqia from Chinese Taipei. Umpire Cung Thủy Lan, Service Judge Nguyễn Đăng Kiên. Sân số 3, đội nữ trận số 3. Lại thêm một tình huống nữa mà Tang Jingji xử lý không tốt ở trong game 1.
Cầu ngoài. Lần này thì pha tấn công của anh Thư đã thành công. Bám đuôi tay vợt bên phía đội chủ nhà. Và đó là điểm số dành cho anh Thư. Lợi thế đến với anh Thư. Trận đấu sẽ trở lại và điểm số lúc này đang là 17-11 nghiêng về anh Thư. Rất hay nhưng cầu ngoài. Lần này đây là trận đấu của một vận động viên thuận tay trái và một vận động viên thuận tay phải. Anh Thư thuận tay trái. Và đó là pha phòng thủ không hợp lý của Tang Chi Chi. Cầu ngoài. Cầu ở trong sân. Ra ở nội dung đơn nữ giải Sibucha Hà Nội 2023. Trong game 1 thì anh Thư đã có chiến thắng trước Tang Jinji với điểm số 21-14. Tang Jinji. Những tình huống tấn công. Cầu ngoài. Và bỏ nhỏ không tốt của anh Thư. Có vẻ như vận động viên bên phía Malaysia đã chơi tập trung hơn. Ở game 1 thì cô đã mắc lỗi rất nhiều. Và ở nội dung của nữ thì trong ngày hôm nay chúng ta còn có nội dung đánh đôi nữ, đó là trận đấu giữa Azaha đang tận dụng cơ hội tốt hơn so với anh Thư. Điểm số đã được nâng lên thành 9-3. Tình
Cầu ngoài. Và đó là điểm số dành cho anh Thư. Cầu ở trong sân. Với cách biệt này thì anh Thư sẽ phải nỗ lực rất lớn. Cầu ngoài trong pha xử lý vừa rồi đã không đưa cầu qua lưới chứ không phải là cầu ra ngoài. Quá tốt, đã đoán được hướng di chuyển của tình huống điều cầu nhưng không thể có được pha cứu thành công. Chưa thể là điểm số dành cho anh Thư. Tình huống tấn công liên tiếp của anh Thư. Và sau đó thì anh Thư cũng đã có được điểm số rất kịch tính. Và điều đó đã khiến cho Tang Jingji gặp rất nhiều khó khăn. Cầu không qua lưới. Rất chính xác. Thì hai vận động viên sẽ tiếp tục bước sang game đấu thứ ba. Với cách biệt 6 điểm có được, Tang Jingji hoàn toàn có thể gỡ hòa. Đó là pha bò nhỏ tuyệt vời. Lại thêm một tình huống. Rất khó cho anh Thư. Và Nguyễn Duy Ngọc Ánh đến từ Việt Nam đấu với Hoàng Di Linh và Jiang Jibo đến từ Chinese Taipei. Trọng tài chính Nguyễn Đăng Kiên, trọng tài giao cầu Võ Minh Quân. Cầu ở trong sân, lợi thế là quá lớn. Ta đã được trở lại những hình ảnh ở nhà thi đấu quận Tây Hồ để theo dõi những diễn biến trong game đấu thứ ba.
Hiệp đấu quyết định trong trận đơn nữ tại giải cầu lông quốc tế Sibucha Hà Nội 2023, trận đấu giữa trận 8. Hiệp đấu thứ hai thì Tang Jiji đã có được chiến thắng 21-12, không qua lưới, tự bền bỉ. Thể lực cũng là yếu tố quan trọng ở thời điểm này. Việc hạn chế rất nhiều tình huống xử lý nóng vội ở trong hiệp đấu thứ hai là mấu chốt giúp cho Tang Jiji có được chiến thắng. Tiền của game đấu thứ ba thì cả anh Thư và Tang Jiji đều đã tỏ rõ được sự quyết tâm của mình. Điểm số đang là 3-3. Cầu ngoài. Điểm số tiếp theo dành cho anh Thư. Tang Jiji đã đỡ cầu sát lưới ở trong pha vừa rồi và cô đã có một tình huống vung tay hơi thừa lực. Rất hay vào tay thuận bên phía Tang Jiji, nhưng vận động viên người Malaysia lại không thể có pha xử lý thành công. Cầu không qua lưới, quá nhẹ. 9-5, cách biệt 4 điểm. Anh Thư đang có được cơ hội để nắm lợi thế lớn trong hiệp đấu thứ ba. Pha xử lý kém ấn tượng. Bỏ nhỏ không phải là lợi thế của anh Thư. Nỗ lực cứu cầu thành công nhưng sau đó lại là một tình huống tấn công không qua lưới. Tình huống giao cầu dành cho Tang Jiji. Không qua lưới. Những tình huống xử lý không tốt của Tang Jiji. Yêu cầu không qua lưới và lực là rất nhẹ. Ý đồ bỏ nhỏ là cực kỳ rõ ràng của Tang Jiji. Thêm một tình huống xử lý tốt của anh Thư. Và tấn công liên tiếp của anh Thư. Gần với anh Thư, vận động viên Việt Nam đã tận dụng được cơ hội ấn tượng ở trong hiệp đấu thứ ba này.
cầu ở trong sân. Hai tình huống tấn công liên tiếp của anh Thư. Bỏ nhỏ thành công. Đó gần như là những tình huống xử lý sở trường của Tanjiji. 17-9. Hai tình huống ghi điểm khá giống nhau dành cho anh Thư. Trọng tài xác định đó là tình huống điều cầu ở trong sân. Match point. Trận đấu đã kết thúc với thắng lợi trong game thứ 3 21-9 dành cho Vũ Thị Anh Thư.